Chào mừng anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bác Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp mặt tiền đường hẻm tầm 10m tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2 và độ dài là 17m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Có tới 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Giá bán là 8 tỷ 700 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nha. Căn nhà rất đẹp, thiết kế và tặng full nội thất lên tới phải tầm 500 triệu đồng. Và đây là con đường ngay trước căn nhà mình. Con đường có độ rộng tầm 10-12m và có thể đậu xe hơi trước nhà vô tư luôn. Có cây xanh nằm sát bên với chung cư nha mọi người. Một căn nhà với con đường rất tuyệt vời. Đối diện thì có một cái... đối diện thì có một cái công viên cây xanh rất đẹp nha. Chúng ta có thể đậu xe hơi ở trước nhà và mua sắm ở phía dưới tầng 1 của chung cư. Một căn nhà với vị trí vô cùng đắc địa. Cái bên chung cư rất mát nha anh chị. Con đường rộng khoảng tầm 12m, đối diện với một cái công viên cực kỳ thoáng mát luôn. Đậu xe hơi trước nhà theo hàng rất là tuyệt vời này. Một căn nhà phố hiện đại được tặng full nội thất và thiết kế rất đẹp nha mọi người. Ngang 4m2, sâu 17m, trang trí cực đẹp theo phong cách hiện đại. Phía trong này là khu vực gara ô tô. Nhà thì xây dựng gần hết đất luôn. Xây dựng gần hết đất luôn nha. Sẽ có một lớp cổng sắt, trên được lợp mái ngói, và bên trong thì có bộ cửa nhôm sifa làm sát nhau. Khoảng sân thì có tầm 80 phân thôi. Bên trong này là khu vực gara là ô tô. Chủ nhà có ốp sàn gạch 80 và được đổ bê tông. Tường được ốp gạch lên cao phải tầm 3m, rất là cao và thoáng nha anh chị. Phía trên là trần thạch cao và đèn chùm. Rất đẹp, mẫu nhà phố hiện đại, cực kỳ mới và sang trọng tại trục đường Lê Văn Thọ. Nằm đối diện với công viên cực kỳ thoáng luôn, kế bên với chung cư. Con đường rộng và chúng ta có thể thoải mái đậu xe hơi trước nhà luôn nha anh chị. Phía trong đây sẽ là khu vực cầu thang. Cầu thang được ốp đá Ấn Độ, tay vịn gỗ sồi và kính cường lực dày 1 phân nha. Trong cùng sẽ là không gian phòng bếp. Ở khu vực không gian phòng bếp thì được ốp gạch cao hết tường này, rất sạch sẽ và dễ lau chùi. Tặng lại bộ bàn ăn kèm với tủ lạnh Aqua 2 ngăn. Chúng ta có luôn bếp điện từ kèm với máy hút khói và tủ bếp sẽ là tủ gỗ An Cường. Phía sau sẽ là khu vực toilet và giếng trời. Nhà này thì có tới 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Khu vực dưới chúng ta đậu xe hơi và trên sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Giá bán chỉ có 8 tỷ 700 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng mạnh nha mọi người. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực tầng lửng nha. Hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và di chuyển lên trên đây thì chúng ta được tặng tivi và máy lạnh luôn, full nội thất. Có 5 cái máy lạnh, sofa, bàn ăn, tivi, tủ lạnh có hết nha. Thiếu một cái máy giặt thôi. Anh chị nào mua thì chúng ta em vận động cho chủ nhà mua tặng luôn anh chị cái máy giặt luôn. Coi như là chúng ta chỉ việc đem quần áo về ở. Trên này được ốp sàn gạch 80 và có kệ tivi. Tivi 65 inch, sofa, máy lạnh. Rất đẹp, trang trí cực kỳ hài hòa và bắt mắt ở khu vực tầng lửng nha. Đặc biệt thì tầng lửng có toilet nha anh chị. Nhà thì có lỗ thông gió ở phía sau cùng này nên rất là thoáng luôn. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp này nằm ngay đối diện chung cư này thì hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bác Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị để chúng ta đi xem và sở hữu nha. Thiết kế phong cách hiện đại mới trẻ trung, rất là đẹp mắt, rất là sang trọng luôn. Nhà trang trí rất đẹp. Cùng em di chuyển lên khu vực trên nha. Khu vực lầu 1, phòng ngủ 1 và 2. Trên này được ốp đá, cửa gỗ sồi, sàn được ốp sàn gạch 80 và dán giấy tường, cũng như là có trang trí giường, tủ quần áo, máy lạnh, kệ tivi,
Mỗi phòng thì có riêng một cái toilet nha. Phòng ngủ rộng và rất là thoáng luôn. Phía ngoài có ban công và được trồng cây. Hướng nhà này là hướng chính nam nha anh chị. Toilet của căn nhà này thì có vách tăm kính này, bồn cầu khối inox hết luôn nha anh chị. Và gạch ốp cao hết tường. Phía sau sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng này thì cũng có giường, tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh đầy đủ. Nhà làm rất đẹp, rất là lung linh luôn. Giá thì chủ nhà giao có 8 tỷ 7 thôi, giá này vẫn còn thương lượng mạnh nha. Đối với một căn nhà đối diện với chung cư và công viên thì rất là thoáng mát nha quý vị. Chúng ta được tận hưởng bởi cái tiện ích của chung cư đem lại. Và lại công viên đối diện nữa thì rất là tuyệt vời, có thể cho trẻ em ra ngoài đó chơi buổi chiều, hoặc là anh chị có xe hơi thì đậu xe hơi trước công viên, rất là tiện luôn, không phải chạy vào nhà. Trên này thì sẽ có phòng ngủ số 3 và số 4. Thì trên này cũng được chủ nhà ốp và trang trí full nội thất giống bên dưới nha. Full nội thất phải tầm 600 triệu đồng, có hết luôn. Đấy, có hết luôn nha, chẳng thiếu gì cả. Anh chị có thể vay ngân hàng tối đa được 5 tỷ. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 5 và khu vực phía trên của nhà mình. Có phòng ngủ số 5 này, hoặc là anh chị nào muốn bố trí làm phòng thờ đều được. Trên này thì không có làm giường tủ gì cả, để phòng trống nha. Không có sân thượng trước. Một bên ốp gạch. Có toilet. Toilet số 7. Phía sau là khu vực phòng giặt đồ, hoặc là phòng này chúng ta bố trí làm phòng thờ đều được. Sau cùng là khu vực phơi đồ. Thì con đã được chủ nhà đúc hết luôn, đúc 4,5 tấm nguyên nha. Và có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.